nhiều năm qua, cứ vào thời điểm từ những tháng cuối năm đến Tết Nguyên Đán thì triều cường lại dâng cao, gây ngập tại nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là tại các khu vực đô thị. Năm nay cũng không ngoại lệ, những ngày qua, mực nước triều cường cuối tháng 10 âm lịch lại tiếp tục dâng cao mỗi ngày hai lượt, làm cho nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập sâu trong nước, gây xáo trộn trong sinh hoạt và cuộc sống của người dân. Theo ghi nhận của phóng viên tiết mục Góc nhìn đô thị, nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đợt triều cường với mực nước đỉnh triều tương đương 2,35m, vượt mức báo động 3,15m. Triều cường đã gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực có nền đất thấp, nhiều khu dân cư, nhất là những khu vực ven các tuyến sông và kênh rạch. Điển hình là tại thị xã Giá Rai, từ hơn 10 ngày qua, mỗi ngày hai lượt triều cường dâng cao, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt, buôn bán kinh doanh của hộ dân. Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là tại các khu dân cư, các chợ ven tuyến kênh sáng Bạc Liêu, Cà Mau. Còn ở thành phố Bạc Liêu, dù Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai xây dựng, nâng cấp nhiều tuyến đường trên địa bàn, nhưng tại nhiều con hẻm vẫn còn tình trạng ngập nước mỗi khi có đợt triều cường. Có những nơi triều cường dâng gây ngập sâu đến nửa mét. Các khóm khóm 5, khóm 6, rồi khóm 7, mấy cái khóm này nó chịu ảnh hưởng là triều cường nó ngập rất là cao so với các khóm khác. Cũng đề xuất với các cấp lãnh đạo của thành phố như tỉnh quan tâm để rồi chia sẻ cùng bà con, để rồi nâng cấp lộ hẻm lên để cho bà con nó đi đứng nó dễ dàng. Cái chung của các khóm bị ngập chứ không riêng khóm 5. Người dân sống tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi triều cường cho biết, dù nhiều tuyến đường, hẻm được đầu tư để chống ngập khi triều cường, song do kết nền đường thấp, tuyến cống thoát nước quá thấp so với mức triều cường, nên tình trạng ngập một số nơi vẫn diễn ra. Mỗi lần nhà nước nâng cấp các tuyến đường chính, thì lúc triều cường, nước lại tràn ngập các con hẻm. Khi nâng cấp hẻm thì nước lại tràn vào nhà dân. Người dân mong muốn chính quyền thành phố có những giải pháp căn cơ để giảm thiểu tác động do triều cường tại các khu dân cư trên địa bàn. Nâng đường, nâng hẻm, mà nâng hẻm thì nhà ngập, nâng đường thì hẻm ngập. Một cái điểm khúc đó nó cứ quay hoài mà bà con thì đâu phải ai cũng theo như vậy hoài. Hơn nữa ở đây là bà con là cũng số lượng và ngay cả trong nội phía bên trung tâm thành phố mình cũng vậy. Em thấy không? Thí dụ như bây giờ đường Hòa Bình cũng phải ngập. Đường Hai Quy Tập đột phát nâng đường lên 7 tấc, đâu phải ai cũng nâng cái nhà lên được đâu. Và có nâng cái nhà lên được rồi bắt đầu là trong hẻm lại là đi theo, cho nên là cái vấn đề căn cơ là phải làm sao đó. Mình nói là do là triều cường, mình nói là do biến đổi khí hậu cũng là một lẽ thôi, nhưng mà tại sao mình không có một cái tầm nhìn xa hơn để mà trị thủy? Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, đợt triều cường đầu tháng 11 âm lịch này sẽ còn diễn ra trong vài ngày tới. Từ nay đến Tết Nguyên Đán sẽ còn có nhiều đợt triều cường, đỉnh triều tiếp tục lên cao. Vì vậy, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần cập nhật thông tin, kịp thời chủ động ứng phó nhằm đảm bảo an toàn trong sinh hoạt và sản xuất.